Hello, xin chào các bạn, mình là It's Manny. Các bạn cảm thấy soundtrack mới của mình như thế nào? Hy vọng là các bạn sẽ thích nó. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại để review cho các bạn một cái thiết bị mới đến từ hãng sản xuất thiết bị DJ, controller và thiết bị thu âm studio. Đó là Reloop. Và Reloop đó là một hãng sản xuất thiết bị dành cho DJ đến từ Đức, German. Và Reloop đã có cái thâm niên rất là lâu trong cái ngành này rồi và được tin tưởng sử dụng bởi những DJ có tên tuổi trên thế giới như là Qbert hay là Angelo. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn đó là thiết bị Beat Mid 4. Nếu các bạn đã xem video review về thiết bị Numark Mid Track Pro thì chắc các bạn sẽ rất là quen thuộc với cái layout và cách setup của cái Beat Mid 4 này. Nhìn vào layout thì điều đầu tiên đập vào mắt các bạn là hai cái jog wheel rất là lớn. Đây là một lợi thế so với những cái thiết bị khác cùng phân khúc. Và tiếp theo một cái nữa đó là bốn kênh âm thanh nằm ở giữa trên bàn mixer. Có nghĩa là các bạn có thể chơi được bốn track cùng một lúc với nhau. Mình sẽ đi ra phía sau. Như các bạn có thể thấy, chúng ta chỉ có hai cổng kết nối phía sau, đó là một cổng USB để kết nối với máy tính và một cổng RAC để chúng ta xuất ra loa. Tiếp theo, ở trên đây thì cũng như DAC A và DAC B thì các bạn sẽ có mỗi DAC chúng ta sẽ có 3 kênh FX và đây là 3 kênh FX độc lập và nó chỉ là tín hiệu MIDI và tín hiệu MIDI này sẽ control một cái phần mềm trên Serato để điều khiển cái FX trên Serato chứ đây không phải là FX built-in. Tiếp theo chúng ta sẽ có pick band. Nếu các bạn nào quen với thao tác pick band thì các bạn có thể sử dụng pick band. Ngoài ra các bạn còn có thanh tempo và thanh tempo này khá là dài so với các thiết bị cùng phân khúc như là Pioneer SB hay là Numark Midtrack thì cái thanh này nó rất là ngắn, gây cho chúng ta cái sự khó khăn khi chúng ta kéo để đạt được cái tempo chính xác. Ở đây thì rất là dài nên rất là tiện dụng. Tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có những cái nút như là sync, cup, cue và play, pause. Thì đây là những nút cơ bản để chúng ta phát nhạc và chúng ta dừng nhạc. Rồi chúng ta trên đây có 8 pad. 8 pad này nhìn vào thì mọi người cứ nghĩ nó có 16 hot cue nhưng thật ra nó chỉ có 4 hot cue mà thôi. Thì 4 cái pad nằm ở trên đó là điều khiển hot cue và 4 cái pad ở dưới để các bạn điều khiển chức năng loop. Và phía trên chúng ta có một cái là pad mode. Thì đây là pad A. Sau đó chúng ta chuyển qua pad mode B điều khiển cái chức năng sample. Nếu các bạn có sample các bạn bỏ vào các bạn play hoặc là các bạn finger drumming freestyle gì đó thì nó sẽ rất là hay. Rồi qua tới bàn mixer thì đây là một cái mixer rất là cơ bản và cũng là một MIDI controller và có nghĩa là nó sẽ control software Serato chứ đây không phải là standalone mixer. Thì đi từ trên xuống chúng ta sẽ có gain nằm ở trên cùng. Sau đó chúng ta là high, mid, low. Ở đây là 4 nút 1 2 3 4 cho chúng ta biết là chúng ta sẽ load nhạc vào trong track nào và đây là cái núm để chúng ta có thể chọn bài nhạc và là di chuyển trong library. Tiếp theo chúng ta sẽ có cue và chúng ta sẽ có 5 thanh fader. Thì 4 kênh fader này sẽ để điều khiển tín hiệu âm thanh từng track và cái kênh fader chính giữa này là điều khiển cái volume của cái sample. Tiếp theo ở dưới chúng ta sẽ có một cái cross fader để di chuyển từ side A qua side B và kèm theo đó hai bên chúng ta sẽ có nút để chuyển qua DAC 3 và DAC 4. Tiếp theo ở dưới đây thì các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái jack 6 ly để chúng ta cắm mic vào. Có nghĩa là khi các bạn cắm mic vào đây thì các bạn nói talkback được luôn. Những cái controller khác cùng phân khúc thì mình không chắc là có hay không, nhưng mà đây là một lợi thế rất là lớn. Và một cái nữa cũng là một lợi thế đối với những cái controller trong cùng phân khúc, đó là các bạn có hai jack để cắm tai nghe, một jack 6 ly và một jack 3 ly rưỡi, đáp ứng mọi nhu cầu. Nếu các bạn chuyên nghiệp, các bạn thích sử dụng 6 ly thì có 6 ly, còn không thì các bạn có thể sử dụng jack iPhone vẫn được. Về cái ưu điểm của nó là giá của nó quá tốt. Ở thị trường Việt Nam thì giá của nó khoảng 8 triệu 6, 8 triệu 7 so với những cái sản phẩm khác giống như là cái SB chẳng hạn. Cái SB nó đã 7 triệu hơn rồi. Nhưng mà các bạn bỏ cần chưa tới 1 triệu nữa, các bạn bỏ chưa tới 1 triệu nữa thì các bạn sẽ được sở hữu thêm hai kênh âm thanh nữa. Thì nó sẽ giúp cho các bạn maximize cái khả năng sáng tạo của các bạn nhiều hơn. Cái ưu điểm thứ hai nữa đó là cái jog wheel này rất là to và nó to hơn cái Midtrack Pro rất là nhiều, nên cho cái cảm giác của mình khi mà xoay nó cảm giác rất là cứng cáp và thoải mái chứ không phải như cái kia mà nó rung lắc. Cái này không hề rung lắc, nó rất là chắc chắn và rất là trơn mượt. Cái tiếp theo nữa mà mình thích ở con Beat Mid này đó chính là cái cross fader. Mình đã thử sử dụng cross fader này để stretch thì cái response của nó tương đối là chậm nhưng mà nó đáp ứng đủ để cho các bạn nào muốn tập stretch hoặc là các bạn muốn trải nghiệm
là soát trên cái thiết bị này vẫn được, như mid track thì hoàn toàn là không được, bởi vì cái này nó ngắn và cái short wheel nó rất là nhỏ. Sau khi mình đã chia sẻ hết những cái ưu điểm thì bây giờ mình sẽ nói về cái nhược điểm, và hai cái nhược điểm chính mình cần phải chia sẻ với các bạn đó là cái fader và những cái linh kiện. Thì mình cảm giác như là những cái gì liên quan về fader nó không được chắc chắn cho lắm, khi các bạn sờ vào nó có cảm giác nó rung lắc chứ nó không có chắc, cảm giác như bên trong nó không phải bằng sắt mà bên trong cảm giác như nó bằng nhựa. Mà được một cái thì cái rod fader thì nó lại chắc chắn, nó cảm giác cho mình rất là thoải mái. Cái nhược điểm thứ hai mà mình cực kỳ cảm thấy đây là một cái sự thiếu thốn dành cho cái sản phẩm này, đó là hoàn toàn các bạn không có đèn meter. Có nghĩa là các bạn không thể canh gen bằng cách là các bạn nhìn được. Nhưng mà đây cũng là một cái tốt, mình nghĩ là tốt cho các bạn. Bởi vì bản thân mình cũng không canh gen bằng cách là mình nhìn đèn, mà mình thường là mình nghe. Thì những DJ chuyên nghiệp là người ta sẽ canh bằng lỗ tai chứ người ta không canh bằng mắt. Nên việc có hay không có đối với mình không thành vấn đề. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm dành cho phân khúc beginner, nên mình prefer là có để nhìn cho nó đẹp và nó phù hợp với tất cả mọi người. Rồi, nhìn chung thì mình đi qua cái layout và cái thiết bị này. Thì đây là một cái thiết bị cơ bản dành cho đối tượng là beginner hoặc là intermediate, những bạn mà bán chuyên muốn chơi DJ dành cho những cái buổi tiệc, party cá nhân hoặc là ở nhà bạn bè, offline trong trường, trong lớp. Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái thiết bị này. Và cái thiết bị này mình cảm nhận nó đáp ứng nhiều hơn những cái gì các bạn cần. Đó là nó có 4 kênh âm thanh độc lập với nhau. Bình thường thì các bạn chỉ cần hai kênh thôi, nhưng nếu các bạn có 4 kênh thì cái việc sáng tạo của bạn sẽ được maximize hơn, và các bạn có thể thoải mái để các bạn đưa mix trọn 4 bài nhạc lại với nhau theo cách riêng của các bạn. Và đây là lý do vì sao trong phân khúc này mình thích cái BeatMix 4 này nhất. Và đó là những gì tổng quan về cái BeatMix 4 này. Còn nếu các bạn muốn xem video in action, một set nhạc chơi live trực tiếp từ con BeatMix này để các bạn cảm nhận được các bạn có thể làm được gì với nó, thì xin mời các bạn click vào link bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, tùy cái thằng editor nó muốn bỏ đâu. Nani? Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn trong video sắp tới. Cheese.